Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ và châu Âu kêu gọi thả Phạm Đoàn Trang. Quốc tế trong những ngày qua tiếp tục lên tiếng về vụ chính quyền Việt Nam bắt giữ nhà hoạt động Phạm Đoàn Trang. Hôm thứ Sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2020, trợ lý Bộ trưởng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Hoa Kỳ đăng trên trang tweet của mình rằng nước này đã lên án vụ bắt giữ cây viết nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền Phạm Đoàn Trang. Ông nói, chúng tôi kêu gọi nhà nước Việt Nam ngay lập tức trả tự do cho cô ấy và bỏ mọi tội danh. Ông Robert Adesto đã viết như vậy. Đây là hình ảnh Phạm Đoàn Trang là một cô bé nhỏ nhắn mặc áo trắng tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào ngày 5 tháng 6 năm 2011. Ảnh do Nguyễn Lân Thắng chụp được. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc ông Thomas Patrick cũng lên tiếng yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoàn Trang. Ông nói, tôi đã rất lo lắng về việc bắt giữ cô Phạm Đoàn Trang, người đoạt giải thưởng Homo Homini của Séc vào năm 2017, giải thưởng tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong việc thúc đẩy nhân quyền, dân chủ và các giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột chính trị. Tôi yêu cầu trả lại tự do vô điều kiện cho cô ấy và tôi kêu gọi các cơ quan chức năng Việt Nam nên tôn trọng các cam kết luật pháp quốc tế. Ông Thomas Patrick viết trên trang tweet kèm hình ảnh Phạm Đoàn Trang. Vào năm 2018, tổ chức PayPal của Cộng hòa Séc đã trao giải Homo Homini 2017 cho nhà hoạt động Phạm Đoàn Trang vì lòng dũng cảm của cô khi không mệt mỏi theo đuổi sự thay đổi dân chủ cho đất nước của mình, mặc cho sự sách nhiễu và khủng bố. Trước đó đã có rất nhiều tổ chức nhân quyền và báo chí quốc tế lên tiếng về vụ bắt giữ này. Liên đoàn các nhà xuất bản châu Âu FEP thậm chí đòi các chính trị gia phải can thiệp để bà Phạm Đoàn Trang được trả tự do. FEP cũng ghi nhận rằng Việt Nam đã ký kết thỏa thuận thương mại với châu Âu và thỏa thuận này vẫn cần phải được Quốc hội các nước chuẩn thuận. FEP, tổ chức đại diện cho 29 hiệp hội các nhà xuất bản ở các quốc gia, đã viết thư cho Phó Chủ tịch Ủy hội châu Âu và một số dân biểu Nghị viện châu Âu. Trong thư, Chủ tịch FEP Peter Klaus đã viết như sau: chúng tôi rất trông cậy vào việc quý vị sẽ can thiệp và ủng hộ cho xã hội dân sự ở Việt Nam và kêu gọi trả lại tự do cho Phạm Đoàn Trang. Hãng tin AP dẫn lời Báo Thanh Niên nói rằng nếu bị xét xử là có tội, bà Phạm Đoàn Trang có thể đối mặt với bản án tù tới 20 năm. Đây là hình ảnh khi nhà báo Lê Trung Khoa tham dự và đưa tin về lễ trao giải tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho bà Phạm Đoàn Trang vào ngày 13 tháng 9 năm 2019 tại Berlin. Theo thông cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, bà Phạm Đoàn Trang nằm trong danh sách trung khảo gồm các cá nhân và tổ chức từ 12 nước trên thế giới cho ba giải thưởng quốc tế vinh danh về sự can đảm, tính hoạt động độc lập và ảnh hưởng của họ. Tin nhà báo bị bắt chuyển rất nhanh trên mạng sau khi bà bị bắt vào lúc nửa đêm vào thứ Ba ngày 6 tháng 10 và lập tức tin này được truyền thông quốc tế, kể cả các hãng lớn như AP, Reuters, Bloomberg, Al Jazeera, Deutsche Welle và rất nhiều hãng truyền thông khác loan tải. Và trong khi các tổ chức bảo vệ tự do báo chí và nhân quyền cũng mạnh mẽ lên án. Tên tuổi của Phạm Đoàn Trang đã quen thuộc với các giới báo chí quốc tế và bà đã nhận được nhiều giải quốc tế về tự do báo chí và nhân quyền. Vào năm 2019, Phạm Đoàn Trang là một trong ba phụ nữ đoạt giải tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Trước đó, vào năm 2018, bà được chọn để nhận giải thưởng nhân quyền Homo Homini tại Cộng hòa Séc. Các bản tin quốc tế đều lưu ý đến chi tiết nhà báo độc lập bị bắt chỉ vài giờ sau cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và Mỹ. Họ nhắc đến thành tích đấu tranh cho nhân quyền của nhà báo, tác giả nhiều đầu sách có giá trị như Chính trị bình dân, Phản kháng phi bạo lực và Những cảnh đời sau song sắt hoặc Anh Ba Sàm, và gần đây hơn, đồng tác giả của Báo cáo Đồng Tâm. Vi Nguyễn, đồng tác giả của Báo cáo Đồng Tâm mới nhất, đã phổ biến một bức thư của bà Phạm Đoàn Trang. Trong thư, Phạm Đoàn Trang khẳng định bà muốn xóa bỏ chế độ độc tài ở Việt Nam và nhắn nhủ những người ủng hộ hãy tiếp tục đấu tranh cho những mục tiêu mà bà theo đuổi. Bà nói, tôi không cần tự do cho riêng mình, tôi cần cái lớn hơn như thế nhiều, đó là tự do, dân chủ cho Việt Nam. Bà cũng cho biết sẽ không nhận tội, không xin khoan hồng, nên nếu công an nói như vậy, tức là công an bịa đặt và lừa dối. Bà cũng bày tỏ mong muốn có những người ủng hộ và chăm sóc mẹ già. Bà Phạm Đoàn Trang mong có được cây đàn guitar trong tù, vì đối với bà, đàn guitar cũng quan trọng như kinh thánh đối với tín đồ Thiên Chúa giáo, bà nói. Đây là hình ảnh
Phạm Đoan Trang giới thiệu sách của nhà xuất bản Tự Do. Ông Philip Robertson, phó giám đốc đặc trách châu Á của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế nói, tổ chức theo dõi nhân quyền này đã mạnh mẽ lên án vụ bắt giữ bà Phạm Đoan Trang. Ông nói tiếp, mỗi ngày bà ở sau chấn sông sắt là một sự bất công nghiêm trọng vi phạm các cam kết quốc tế của Việt Nam về nhân quyền và phương hại tới danh dự của chính quyền Việt Nam. Và Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và Ân xá Quốc tế cũng bày tỏ lo ngại về sự an toàn cá nhân của bà Phạm Đoan Trang. Tổ chức này nhắc lại, bà đã bị đàn áp từ khi trở về Việt Nam vào năm 2015 và vào năm 2018, sau khi bị bắt giữ, bà đã phải nhập viện vì bị công an đánh đập dã man trong lúc bị câu lưu. Tổ chức này nói tiếp, Phạm Đoan Trang có thể đối mặt với nguy cơ bị tra tấn và các hình thức ngược đãi khác dưới tay của nhà cầm quyền Việt Nam. Bà phải được trả lại tự do lập tức và vô điều kiện. Bà Phạm Đoan Trang là một tác giả được quốc tế biết đến, là người phát ngôn của nhà xuất bản Tự Do. Nhà xuất bản đã được Hiệp hội Xuất bản Quốc tế IPA trao giải thưởng Pritzker vào tháng 3 năm 2020. Phạm Đoan Trang chủ ý chấp nhận nguy cơ để bảo vệ quyền tự do biểu đạt. Tôi xin ngả mũ thán phục trước sự can trường và sức mạnh của niềm tin của bà. Theo lịch trình, thì bà Phạm Đoan Trang sẽ đóng góp tiếng nói trong cuộc thảo luận về quyền tự do xuất bản vào ngày 15 tháng 10 tại Hội chợ sách quốc tế Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức. Chủ tịch và đồng thời là giám đốc của Hội chợ Frankfurt nói vào hôm 7 tháng 10 như sau. Chúng tôi rất quan tâm về việc Phạm Đoan Trang đã bị bắt giữ ngay trước hội chợ sách lớn nhất thế giới, nơi mà tự do biểu đạt được tôn vinh. Từ Geneva, Hiệp hội Xuất bản Quốc tế IPA cũng ra thông báo cho ông Christian, Chủ tịch Ủy ban Xuất bản IPA và chương trình giải Voltaire viết như sau. Phạm Đoan Trang và nhà xuất bản Tự Do đã phải hoạt động trong bóng tối nhiều năm. Thành quả làm việc và sự can đảm của bà là một nguồn cảm hứng cho tất cả các nhà xuất bản quốc tế và cộng đồng các nhà xuất bản thế giới ủng hộ bà trong cuộc đấu tranh cho tự do xuất bản ở Việt Nam. Đây là hình ảnh, bất chấp hàng loạt khó khăn do sự đàn áp của chính quyền Cộng sản Việt Nam, thì nhà xuất bản Tự Do vẫn xuất bản và phổ biến được 30 đầu sách ở Việt Nam. Và nhiều nhà hoạt động đã bị an ninh khủng bố vì đã hỗ trợ đưa sách này đến tay người đọc. Lúc nhận giải thưởng Voltaire, Phạm Đoan Trang đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng, kể từ khi nhà xuất bản Tự Do được thành lập vào năm 2019 cho đến nay, các nhân viên không bao giờ được hưởng một giây phút bình yên vì liên tục bị công an sách nhiễu. Phản ứng trước tin bà bị bắt, Phó Giám đốc Đông Nam Á của Tổ chức Ân xá Quốc tế Minh Yu Hân đã nói như sau. Bắt giữ bà Phạm Đoan Trang là hành động sai trái. Bà là nhân vật đi tiên phong cho cuộc đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Bà là nguồn cảm hứng của một vô số nhà đấu tranh trẻ tuổi đã đứng lên để đấu tranh cho một nước Việt Nam công bình hơn, bao gồm mọi thành phần và tự do hơn. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF cũng yêu cầu trả lại tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Phạm Đoan Trang. Nhà báo Việt Nam này bị bắt vào tối thứ Ba với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã trao tặng bà Trang giải thưởng Tự Do Báo Chí vào năm 2019 cho hoạt động báo chí đặc biệt hiệu quả. Vụ bắt giữ Phạm Đoan Trang là ví dụ mới nhất về việc đàn áp những tiếng nói chỉ trích ở Việt Nam. Ông Christian Meyer, giám đốc điều hành Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới tại Đức cũng đã nói như vậy. Và tội bị cáo buộc của bà thật ra chỉ là phổ biến những thông tin độc lập và tạo điều kiện cho đồng bào của bà thực hiện các quyền của người dân được đảm bảo bởi hiến pháp. Bà Trang không thể bị tù, bà ấy phải được thả ngay tự do. Còn The Block Slayer thì đưa tin rằng bà Phạm Đoan Trang dự kiến sẽ phát biểu trong một phiên họp chung được tổ chức tại IPA trình bày tại hội chợ sách tại Frankfurt. Đoạn video phát biểu của bà sẽ được phát sóng theo kế hoạch vào ngày 15 tháng 10. Đây là hình ảnh tháng 7 năm 2013, Phạm Đoan Trang bên trái cùng với các nhà hoạt động đã trao tuyên bố 258 phản đối điều 258 của Bộ Luật Hình Sự cho tổ chức theo dõi nhân quyền tại Thái Lan nhằm tố cáo nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng các điều luật mơ hồ để đàn áp những người bất đồng chính kiến. Trong bài viết có tiêu đề Người đoạt giải Pritzker, Phạm Đoan Trang bị bắt tại Việt Nam, The Book Site trích lời Christian, Chủ tịch Ủy ban Tự Do Xuất bản của IPA nói như sau. Đây là một tin khủng khiếp nhưng cũng đáng buồn thay, có thể dự đoán trước được Phạm Đoan Trang và nhà xuất bản Tự Do phải hoạt động chui lủi trong nhiều năm. Công việc và lòng dũng cảm của bà Trang là nguồn cảm hứng cho tất cả các nhà xuất bản và cộng đồng xuất bản quốc tế phải ủng hộ bà ấy đấu tranh cho tự do xuất bản thực sự ở Việt Nam. Còn ông Jürgen Bosch, Chủ tịch Hội chợ Frankfurt cho biết, chúng tôi rất lo ngại về việc Phạm Đoan Trang bị bắt ngay trước khi bắt đầu hội chợ sách lớn nhất thế giới, nơi tôn vinh quyền tự do ngôn luận. Chúng tôi rất vui mừng vì cộng đồng xuất bản quốc tế sẽ được lắng nghe Phạm Đoan Trang trong video
đã ghi hình trước tại phiên tọa đàm về chủ đề xuất bản, du kích và hỗ trợ quốc tế. Còn bác sĩ Hồ Hải, nhà bất đồng chính kiến, một cựu tù nhân lương tâm nổi tiếng đã cho biết ông đã khám cho Phạm Đoan Trang và biết rằng Trang bị hai di chứng chấn thương vẫn chưa lành, dù đã được phẫu thuật, một là bong gân khớp cổ tay, hai là rách dây chằng chéo khớp gối. Ông nói, tôi đã rơi nước mắt khi viết những dòng này và nghĩ về Trang, nỗi khổ của nữ tù nhân chính trị trong trại tạm giam. Phản ứng trước tin bà Phạm Đoan Trang bị bắt giữ, nhà hoạt động cho quyền lợi của dân oan và công dân Trần Thị Nga, người từng lĩnh án 9 năm tù về cùng tội danh tuyên truyền chống nhà nước và sau đó được phóng thích sang Mỹ tị nạn tại bang Georgia vào đầu năm nay, đã nói với Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng bà cảm thấy rất đau. Bà nói, bản thân tôi cũng từng bị bắt như vậy, cũng bị chà đạp, cũng bị bức hại y như Đoan Trang bây giờ. Tôi cũng từng bị công an đánh gãy chân, bà Nga cho biết. Đây là hình ảnh, bên trái là bà Phạm Đoan Trang đã công bố bản báo cáo đồng tâm lưu lại tội ác của chính quyền Cộng sản Việt Nam, và hình bên phải là bà Trang phải đi nạn sau khi bị an ninh Cộng sản chặn đánh, gãy chân, đứt dây chằng và phải phẫu thuật vào năm 2016. Đến bây giờ, vết thương vẫn chưa lành. Bà còn nói thêm rằng, dù bị đánh gãy chân như nhau, nhưng hiện giờ bà còn đi lại được, chứ Đoan Trang vẫn còn rất đau khi đi lại. Nhận định về Đoan Trang, người mà bà từng có cơ hội gặp và trao đổi, bà Nga đã nói, Đoan Trang là người mà tôi ngưỡng mộ. Thứ nhất là cô ấy có kiến thức, cô ấy có phương pháp làm việc đấu tranh ôn hòa. Cô ấy là một trong những người có niềm tin vào công việc của mình, là làm việc hợp pháp, chính đáng, làm trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong một đất nước để đòi những quyền căn bản của chính bản thân mình, bà Nga đã nói. Nhà hoạt động này cũng đưa ra một dẫn chứng về công việc của bà Đoan Trang khiến bà ngưỡng mộ là báo cáo về vụ thảm sát đồng tâm mà Đoan Trang đã dành ra rất nhiều tâm huyết và thời gian để viết. Tôi tin chắc rằng Đoan Trang vẫn giữ niềm tin của mình theo những gì tôi đã từng được biết và từng tiếp xúc với Đoan Trang, bà Nga đã nói, và tôi cầu nguyện cho Đoan Trang có lòng tin và sức khỏe để vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay. Về hoàn cảnh của bà Đoan Trang bị bắt cùng ngày diễn ra đối thoại nhân quyền Việt Nam và Mỹ thường niên lần thứ 24, nhà hoạt động Trần Thị Nga cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy chính phủ Việt Nam sẽ lấy Đoan Trang ra là một món đồ để trao đổi với quốc tế. Việc họ sẽ cầm tù Đoan Trang bao lâu còn tùy thuộc vào cái giá Đảng Cộng sản Việt Nam muốn bán Đoan Trang như thế nào, bà Nga nhận định. Phạm Đoan Trang từng tham gia một khóa học bên Mỹ, nhưng sau đó bà quyết định trở về Việt Nam để đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trong nước. Nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành đã viết trên trang Facebook của mình như sau. Ba cuốn sách chị viết có lẽ là ba giai đoạn mà một người hoạt động dân chủ cần trang bị, bao gồm kiến thức, đó là chính trị bình dân, và hành động, đó là phản kháng phi bạo lực, và tinh thần dấn thân, là cẩm nang nôi tù. Những cuốn sách này đã khiến an ninh rất khó chịu, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ sự đồng thuận nội bộ để bắt chị cho đến khi báo cáo đồng tâm xuất bản. Trước đó, chị đã nhận được cảnh báo gián tiếp từ an ninh là sẽ bắt ngay nếu chị dám công bố bản báo cáo đó. Tự do không bao giờ miễn phí cả, nó sẽ được trả giá bởi ai đó. Để Việt Nam có được một ít tự do ngôn luận trên mạng như hiện nay là sự trả giá bởi bao án tù đầy trong quá khứ. Sự trả giá của chị Trang chắc hẳn sẽ làm chúng ta suy nghĩ nhiều về giá trị của hai chữ tự do. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020 với bản tin Mỹ và châu Âu kêu gọi thả tự do cho bà Phạm Đoan Trang. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.